Thầy xin chào tất cả các em, xin mời các em quay trở lại để chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi của Nghị định số 46/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước em nhé. Đây là văn bản dành cho các bạn thì vị trí công chức địa chính với nội dung như sau: anh chị hãy cho biết các quy định về đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị định số 46/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Liên hệ thực tế nội dung này tại địa phương của anh chị. Thì chúng ta trả lời câu hỏi này như sau. Chúng ta thấy là rất là rõ ở đây nội dung được đưa ra về phần câu hỏi liên quan với phần đối tượng mà, đúng không? Ý chính đầu tiên gạch như thầy nói đấy, đối tượng thu tiền thuế đất, thuế mặt nước là ai? Xác định về đối tượng. Thứ hai, vậy là căn cứ tính, đúng không? Và cho các công việc này là gì? Về thuê đất, thuê mặt nước, đúng không? Thì chúng ta thấy xác định hai ý rất rõ ở trong câu hỏi này, và do đó ta phần liên hệ tại địa phương chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà đối với người sử dụng đất, đúng không, sử dụng các trong việc mà thuê đất, thuê mặt nước, sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay là sản xuất nông nghiệp vụ các mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật thì đều phải trả phí, đúng không? Tiền thuế theo quy định của pháp luật. Thì trong quy định của luật đất đai đã quy định chi các nội dung cơ bản đấy, về các phần về áp dụng các đối tượng phải thu tiền thuê đất hay thuê mặt nước, hay những căn cứ cụ thể cho các căn cứ cho việc tính tiền thuê đất. Để làm rõ hơn các quy định trong luật đất đai 13 thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2014, trong đó quy định chi tiết những đối tượng và những căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy là cái mục 1.1 về đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại điều 2 trong Nghị định số 46/2014 như sau. Thứ nhất là nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, hoặc trả tiền thuê đất một lần, họ cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là trường hợp mà hộ gia đình cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Thứ hai là hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt mức hạn mức theo quy định của điều 129 của Luật Đất đai 2013. Các bạn đã thấy là đối tượng đầu tiên đó là hộ gia đình cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Thứ hai là hộ gia đình cá nhân có nhu cầu được tiếp tục thuê đất nông nghiệp vượt hạn mức được quy định được quy định tại điều 129 Luật Đất đai. Trường hợp mà nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm hoặc là trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian cho thuê, đúng không? Trường hợp thứ ba là áp dụng đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất thương mại dịch vụ, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, rồi đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, đất cơ sở sản xuất nông nghiệp. Đây là áp dụng cả hộ gia đình cá nhân sử dụng đất thương mại dịch vụ, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, đất làm đồ gốm, rồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Thứ tư, đối tượng hộ gia đình cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh. Tại đấy là áp dụng với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh. Thứ năm, đó là hộ gia đình cá nhân sử dụng đất làm muối vượt hạn mức giao đất tại các địa phương để sản xuất làm muối, tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất muối theo quy định tại khoản 1 điều 138 của Luật Đất đai. Thì là thấy đối tượng thứ năm mà trường hợp mà nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm hoặc là trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đấy, thì trường hợp thứ năm ở đây gắn với ta thấy cái việc làm muối, đây là hộ gia đình cá nhân sử dụng đất làm muối vượt hạn mức giao đất tại địa phương để sản xuất muối, và tổ chức kinh tế người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất muối theo quy định tại khoản 1 điều 118 Luật này. Trường hợp thứ 6 là đối với hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, được giao đất không thu tiền sử dụng đất nhưng đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại, phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại điểm B khoản 4 điều 142 của Luật Đất đai. Rồi hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại thì ta thấy là khi chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất mà phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại khoản 3 điều 142 của Luật Đất đai. Thì với trường hợp thứ năm ở đây nó gắn với hộ gia đình cá nhân mà không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, được giao đất không thu tiền sử dụng đất nhưng đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại, phải chuyển đổi sang thuê đất theo quy định tại điểm B khoản 4 điều 142 Luật Đất đai. Rồi hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại khi chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất mà phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại khoản 3 điều 142. Trường hợp thứ 7 ở đây đó là trường hợp mà tổ chức kinh tế người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê. Ta thấy trường hợp thứ 7 ở đây, trong trường hợp mà ta thấy nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thì chúng ta thấy là ở cái trường hợp thứ 7 gắn với tổ chức kinh tế người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê. Trường hợp thứ 8 đó là tổ chức kinh tế rồi người Việt Nam định cư ở nước ngoài có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm theo quy định tại khoản 2 điều 161 của NĐ-CP. Ta thấy là trường hợp 18 gắn với tổ chức kinh tế người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm theo quy định tại khoản 2 điều 161 của NĐ-CP. Trường hợp thứ 9 đó là tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để xây dựng công trình sự nghiệp. Ta nhớ trường hợp thứ 9 đây là tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp. Trường hợp thứ 10 là tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc. Nhớ là các đại sứ quán ấy, đúng không? Thì chúng ta thấy là tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao tổ chức việc sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc. Như sắp tới là đại sứ quán Mỹ vừa rồi chúng ta thuê, chúng ta thấy là về đất ở chỗ khu Cầu Giấy để xây dựng đại sứ quán mới, là thấy rất là rõ, khoảng 2 tỷ đô tiền thuê, chúng ta thấy rất rõ, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là 10 cái trường hợp rất là rõ ở đây liên quan quy định về nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong 10 trường hợp như trên. Thứ hai, trong trường hợp mà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, trong các trường hợp rất là cụ thể ở đây chúng ta cần nắm 3 trường hợp. Trường đầu tiên đó là trường hợp mà cho nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm gắn với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thì thấy là trường đầu tiên mà nhà nước áp dụng cho việc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, làm lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thứ hai là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sông, ngòi, kênh rạch, suối để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 163 của NĐ-CP. Trường hợp thứ hai là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sông, ngòi, kênh rạch, suối để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 163 của NĐ-CP. Trường hợp thứ ba, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất đai sông, ngòi, kênh rạch, suối để thực hiện dự án đầu tư. Ta thấy đã rõ, đúng không? Theo quy định của về nuôi trồng thủy sản quy định tại điểm C khoản 1 điều 163 của NĐ-CP. Ta thấy là trường hợp 3 là định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất sông, ngòi, kênh rạch, suối để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm C khoản 1 của điều 163. Đó là 3 trường hợp thấy rất là rõ liên quan nhà nước sẽ cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm trong trường hợp đầu tiên gắn đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng sông, ngòi, nuôi trồng thủy sản, rồi người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp đầu tư ngoài được sông, ngòi để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản, đúng không ạ? Như vậy thứ ba là phần quy định thấy áp dụng với tổ chức cá nhân người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được ban quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất theo quy định tại khoản 2 điều 150 của luật đất đai, ban quản lý khu kinh tế cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 điều 151 của luật đất đai. Đó đã thấy là cái đối tượng thứ ba chính là tổ chức cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài được ban quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất theo định tại khoản 2 điều 150 của luật đất đai, ban quản lý khu kinh tế cho thuê đất theo quy định tại điều khoản 3 của điều 151 luật đất đai. Đối tượng thứ tư đó là tổ chức cá nhân được cảng vụ hàng không cho thuê đất để xây dựng cơ sở công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay và đất xây dựng công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ phi hàng không theo quy định tại điểm B khoản 3 điều 156 của luật đai. Cái đối tượng thứ tư ở đây áp dụng cho việc cho thu tiền thuế đất ấy, chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Liên quan đến cái việc mà đối tượng thu tiền thuế đất, thuê mặt nước ấy, thì thấy là các tổ chức cá nhân được cảng vụ hàng không cho thuê đất để xây dựng các cơ sở công trình phụ kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay, hoàn tất xây dựng công trình phụ kinh doanh dịch vụ phi hàng không thực hiện theo quy định tại điểm B khoản 3 điều 156 Đ. Đối tượng thứ 5, tổ chức cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại điều 10 của luật đất đai. Thấy đối tượng thứ 5 ở đây về căn cứ thu tiền thuê đất cho thuê mặt nước thì tổ chức cá nhân Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại điều 10 của luật đất đai. Đấy, 5 đối tượng rất là rõ ở đây về thu tiền thuê đất thuê mặt nước các em nhé. Tiếp theo cái ý thứ hai, câu hỏi số 1 này liên quan về căn cứ tính tiền thuê đất thuê mặt nước thì trên cơ sở xác định đúng đối tượng, đúng không? Trên về nội dung về các hình thức thực hiện cho việc thuê đất ở thuê mặt nước thì thấy là chính phủ đã quy định các căn cứ để các cơ quan thẩm quyền sẽ tính tiền thuê đất thuê mặt nước đối với người sử dụng đất cụ thể như sau. Thứ nhất là người sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của đất đai và được xác định trên các căn cứ. Thì chúng ta thấy có 4 căn cứ để chúng ta tính cho việc thuê đất ở đây liên quan người sử dụng đất, nhà nước cho thuê đất, sử dụng tiền đất đấy, nộp tiền đấy. Thì căn cứ vào diện tích, đúng không? Và thuê là bao nhiêu, người ta căn cứ vào đó. Rồi thời hạn cho thuê là bao nhiêu năm, 30 năm, 50 năm chắc khác, đúng không? Rồi và đơn thuê giá đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền, thuê đất hàng năm hay đơn giá cho thuê đất của thời gian thuê đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, hoặc là trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì đơn giá thuê, đơn giá về chung giá đấu giá, đúng không ạ? Và căn cứ thứ tư đó là hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả một thời gian thuê. Là thấy 4 căn cứ xác định rất rõ để là người sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định luật đất đai. Đấy, một là thế là gắn diện tích đất cho thuê, hai là thời gian cho thuê, thứ ba là gắn đơn giá thuê đất, đúng không? Đối với trường hợp thuê đất phải trả tiền thuê hàng năm, và đơn giá thuê đất của thời hạn thuê đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả một thời gian thuê. Trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá. Thứ tư là căn cứ theo hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Đây là 4 căn cứ để xác định mà người sử dụng được nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất, đúng không? 4 căn cứ như vậy. Thứ hai là tổ chức cá nhân Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê mặt nước không thuộc thấy liên quan phạm vi quy định tại điều 10 của đất đai thì phải nộp tiền thuê mặt nước và phải được xác định trên các căn cứ. Ở đây có 4 căn cứ, đó là về diện tích, mục đích, đơn giá và hình thức cho thuê, đúng không? Chúng ta thấy là căn cứ thứ nhất là diện tích mặt nước cho thuê, thứ hai là mục đích sử dụng mặt nước, thứ ba là đơn giá thuê mặt nước, thứ 4 là hình thức nhà nước cho thuê nước trả tiền thuê mặt nước hàng năm hoặc là cho thuê mặt nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Thì chúng ta thấy với tổ chức cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chúng ta thấy rất là rõ ở đây nhà nước cũng tạo điều kiện nhất định, chúng ta thấy đúng không? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại điều 10 của đất đai phải nộp tiền thuê mặt nước và được xác định trên 4 căn cứ. 1 là diện tích, 2 là mục đích, 3 đơn giá, 4 hình thức cho thuê. Thì diện tích mặt nước cho thuê, 2 là mục đích sử dụng mặt nước, thứ 3 đơn giá thuê mặt nước và thứ 4 hình thức nhà nước cho thuê mặt nước, trả tiền thuê mặt nước hàng năm hoặc cho thuê mặt nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê các em nhá. Các nội dung trong phần lý thuyết rất là rõ về phần trong quy định của nghị định số 46 năm 2014 của chính phủ quy định về việc thu tiền thuê đất mặt nước. Cái thứ hai ở đây là phần liên hệ thực tế nội dung này tại địa phương của anh chị thì chúng ta thấy rất rõ để cần trả lời nội dung này như sau để nó sát nhất là thực tế. Chúng ta thấy thì cái việc mà tại địa phương Vĩnh Phúc của chúng ta, cái này cái việc mà Vĩnh Phúc mà phải phê duyệt liên quan đến trong cái quyết định số 776 của tỉnh Vĩnh Phúc ấy, ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2022, quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 520 của huyện Lập Thạch đấy, để gắn với địa phương chúng ta sát nhất trong cái việc về sử dụng đất. Chúng ta thấy từ cái kế hoạch đó thì ta gắn với việc nội dung về cho thuê, đúng không? Thuê đất mặt nước thì ban tỉnh trong cái quyết định này đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 522 của huyện Lập Thạch và đối với các nội dung rất rõ với các diện tích, các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch. Với đất nông nghiệp thì chúng ta thấy là chúng ta có 13.538 hectare, còn đất phi nông nghiệp là có 3.664 hectare, còn đất chưa sử dụng là 32,60 hectare. Đấy là thấy về diện tích phân bổ trong năm kế hoạch 522 nộp kế hoạch của huyện Lập Thạch mà tỉnh Vĩnh Phúc phân ra đấy, với đất nông nghiệp là 13.538 ha, với đất phi nông nghiệp là 3.664 ha, đất chưa sử dụng là 32,60 ha. Thế còn kế hoạch thu hồi ở đây có đất nông nghiệp là 283 ha, đất phi nông nghiệp là 35,4 ha. Còn về kế hoạch mà chuyển đổi mục đích đất, mục đích sử dụng đất thì diện tích nông nghiệp chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp 522 là 308 ha. Nếu với diện tích nông nghiệp chuyển đổi mục đích sang đất phi nông nghiệp ấy, từ đất nông nghiệp sang nông nghiệp 522 là 308 ha. Rồi chuyển đổi cơ cấu nội bộ đất nông nghiệp thì là 22,42 ha, và chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất sang đất ở là 0,78 ha. Còn kế hoạch đưa đất chưa sử dụng và sử dụng thì chuyển sang đất nông nghiệp đó là 0,55 ha. Và trong đó thì trong quyết định này cũng xây dựng liên quan các cái mức quy định về mức giá và thu hồi theo đúng quy định của luật đất đai, đã thấy về áp dụng theo đúng quy định hiện hành về mức giá cho phép thì Vĩnh Phúc cũng áp dụng chung cho các huyện, đã thấy thực hiện trong thời gian qua thì cũng rất là nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của mình trong việc thực hiện trong quy định số 46/2014 trên cơ sở xác định đúng đối tượng, đúng không ạ, để cho thuê về các diện tích về tiền thuê đất, thuê mặt nước ấy, đúng đối tượng, và cũng có những chính sách rất là rõ với từng đối tượng, đúng không ạ, áp dụng và cũng có những căn cứ rất là phù hợp trên cơ sở quy định của pháp luật. Ta thấy các cái phần nội dung về các cái diện tích cho thuê, ta thấy là tính toán rất là rõ với các trường hợp mà trả tiền thuê đất hàng năm tính theo đơn giá, đúng không? Đơn giá thuê đất hàng năm sẽ bằng tỷ lệ phần trăm nhân giá đất của thời hạn thuê đất, đúng không? Tính theo các công thức rất là rõ và chia ra đảm bảo theo đúng quy định với đất thuộc đô thị, thương mại, dịch vụ, các đầu mối giao thông thì chúng ta thấy là cũng có nơi mà có khả năng sinh lời đấy, thì chúng ta thấy là ủy ban cấp tỉnh quyết định về tỷ lệ phần trăm giá đất xác định đơn giá thuê một năm nhưng tối đa là không quá 3 lần. Đấy, quy định chúng ta thấy rất là rõ. Và trường hợp mà thuê đất mà trả tiền thuê đất hàng năm tỷ lệ theo tỷ lệ phần trăm thì giá đất là mỗi năm là 1%, thấy là rõ. Còn với đất cũng tạo điều kiện với các đất vùng sâu vùng xa, vùng núi Hà Đảo đấy, cũng khó khăn mà sử dụng vào mục đích về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đấy. Và cấp tỉnh cũng quyết định tỷ lệ phần trăm giá đất để xác định cái đơn giá cho thuê một năm nhưng tối thiểu là không dưới 0,5 lần, nó quy định tại điểm A khoản 1. Đấy, điều này chúng ta thấy các quy định và cũng căn cứ giá thuê đất rất là rõ, đúng không? Tính giá tiền thuê đất được tính bằng giá thu theo mục đích sử dụng đất theo quy định của ban nhân dân, căn cứ vào quy định về phương pháp xác định giá đất của chính phủ. Chúng ta thấy trong thời gian qua thì tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thực hiện tốt các quy định về tính giá đúng, tính đủ, đúng không? Các nội dung về giá thuê đất thì ta thấy là liên quan cái từng khung về cái đơn giá để thực hiện về giá thuê đất ấy, thấy là hay thuê mặt nước, thấy như ngay cái khung về giá thuê mặt nước, diện tích mặt nước sử dụng cố định chẳng hạn, thì chúng ta thấy là từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng trên 1 km khối trên năm, hoặc là với diện tích với dự án sử dụng mặt nước mà không cố định thì chúng ta thấy từ 100 triệu đồng đến 750 triệu đồng trên km vuông đấy, chỉ một năm. Ta thấy về cái giá thuê đất, thuê mặt nước, về giá thuê mặt nước em nhé, khung giá thuê mặt nước thì phải nhắc lại với khung giá thuê mặt nước cố định thì ta thấy là từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng trên km vuông trong một năm. Thế còn với các cái dự án liên quan mặt nước mà không cố định thì là từ 100 triệu đồng đến 750 triệu đồng trên km vuông trong một năm. Đấy, khung giá rất là rõ về cái thời gian cho thuê đất cũng vậy, thì cũng được xác định theo quy định của trong các quy định cho thuê đất, đúng không? Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì trên cơ sở thẩm quyền của các cơ quan, ta thấy được áp dụng rất là cụ thể trong các quy định của luật đất đai, của nghị định số 46/2014 quy định rất rõ về tiền thuê đất, cũng áp dụng về các trường hợp miễn cho thuê đất, đúng không? Trong các trường hợp với các dự án và khuyến khích đầu tư cái sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của huyện Lập Thạch thì cũng đã áp dụng các quy định này, thì chúng ta thấy tuân thủ thực hiện rất tốt trong thời gian vừa qua, và đã thu hồi các đảm bảo thu đúng thu đủ và các tiền thuê đất, các phần đất trên sử đất được sử dụng và các mục đích hoạt động kinh doanh, ta thấy họ là diện tích mặt nước cũng vậy, cũng hoạt động về sản xuất kinh doanh công nghiệp rất là phù hợp và thực hiện đầy đủ, không có các trường hợp các cái vi phạm liên quan đến cái công tác này, thu đúng thu đủ đấy, đảm bảo vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của luật đất đai, của nghị định số 4 và cũng như trong quyết định số 776 của Ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc em nhé, quy định liên quan đến cái việc sử dụng đất của huyện Lập Thạch trong năm 2020 vừa qua, sử dụng các đầy đủ, nghĩa là trong các quy định của chính phủ hướng dẫn, đúng không ạ, tuân thủ và đảm bảo quản lý nhà nước trật tự đất đai an toàn trên địa phương, đúng không ạ, đảm bảo về ngân sách nhà nước em nhé, các nguồn về tài chính nộp vào ngân sách nhà nước, các quyền thu tiền thuế đất, thuế mặt nước theo đúng tinh thần của nghị định số 46 năm 2014 của chính phủ. Nên là tóm tắt khẳng định các nội dung trên trong phần quy định liên hệ thực tế gắn với nghị định số 46 năm 2014 em nhé. Thì các nội dung phần đã chia sẻ với các em trong buổi tối hôm nay, hai văn bản. Văn bản đầu tiên là nghị định số 118/2021 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của luật vi phạm hành chính với 3 câu hỏi. Thứ hai là văn bản nghị định số 46/2014 của chính phủ quy định về thu tiền thuế đất, thuế mặt nước, rất là đầy đủ các nội dung, có cả phần liên hệ. Không biết là các em có câu hỏi gì không, cần đặt cho thầy, các em có thể đặt cho thầy, thầy sẽ giải đáp liên quan đến các câu hỏi của hai văn bản này. Còn trường hợp em chưa câu hỏi hoàn toàn, các em có thể nhắn tin cho thầy nhé, rất là mở với các em. Còn khi thầy dạy xong thì thầy sẽ dành thời gian up video lên lớp cho các em. Các em có thể học lại, nghe lại, nghe đi nghe lại, chỗ nào chưa rõ, chưa hiểu thì các em lại đặt câu hỏi với thầy. Rất mong các em dồn tập trung. Chúng ta tính về thời gian thi, chúng ta còn 12 ngày nữa thôi, 24 đúng không? Còn chi tiết ra nó còn 11 ngày để chúng ta học. Rất mong các em bộ đề bài giảng thầy dạy theo lịch trình, đảm bảo cái điểm rơi phù hợp nhất cho các em, tập trung cao độ trong 10 ngày còn lại để các em tập trung học vào ngành, đúng không? Chúng cũng biết rằng cái kế hoạch như này, dồn dập như này thì rất là mệt cho thầy, nhưng mà sẽ tốt cho các em. Mình thường các em tập trung cao nhất 10 ngành còn lại. Chúng ta thấy thường thời gian rất là khó, ngay kiến thức cũng vậy thôi, nó thu lạc cũng vậy, nó chỉ giá trị những ngành ta gần ngày thi, ta sẽ giá trị ta đánh tập trung cao độ. Thì rất mong các em duy trì kế hoạch đó. Như trao đổi với các em khi các em đăng ký học, thì thầy có trách nhiệm dẫn dạy các em với kinh nghiệm của thầy. Thầy biết cái điểm rơi là phù hợp, thầy cần dạy những gì trọng tâm nhất cho các em, những gì tốt nhất cho các em để chúng các em học là đỗ, đúng không? Học thầy đoàn là đỗ. Những cái gì mà các bạn ở các địa phương cũng như Vĩnh Phúc trong năm vừa qua đã học thầy mà đạt kết quả cao, thì rất mong các em cũng tiếp thu những cái phần mà thầy hướng dẫn kỹ trong nội dung từ cách viết, cách làm bài hay là giải đáp trong từng các bộ đề các em nhé. Thì rất mong các em ra lắng nghe và làm theo những cái gì mà thầy hướng dẫn, chịu khó mà chúng ta gạch các dàn ý ra, triển khai cái dàn ý hay nó phục vụ cho ngay việc học bây giờ rất thuận tiện. Em luôn định hình cho chúng ta là học luật này là chúng ta thi luật, là chúng ta phải vận dụng luật và nắm tinh thuần luật, chứ không phải là chép luật vào đó. Chúng ta đừng học theo kiểu là ép buộc mà chúng ta học thuộc từng từ từng chữ, nhớ được các cái ý chính để chúng ta triển khai các ý các thầy cô chấm trên bao diêm đẹp đó các em nhé. Cảm ơn các em đã lắng nghe buổi học tối nay. Nếu các em có câu hỏi gì, thầy xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các em rất nhiều. Xin chào tất cả các em.